Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, hiện tại em đang có mặt ở nhà thờ Đức Bà. Dạ, kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Dạ, bây giờ là 12 giờ kém 5 buổi trưa. Dạ, hôm nay là ngày thứ tư. Dạ, hôm nay ngày thứ tư, ngày 12. Dạ, chúng ta đang có mặt ở ngã tư đường Lê Duẩn với lại đường Hai Bà Trưng. Dạ, đầu video clip xin kính chúc cô chú chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy thư giãn vui vẻ khi xem các video clip của đường phố Sài Gòn. Dạ, buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời cô chú chị và các bạn cùng theo chân em, chúng ta đi dạo một vòng từ khu vực Lê Duẩn, chúng ta sẽ về đến thành phố Thủ Đức. Dạ, em mới đi giao hàng xong. Dạ, hôm nay đi giao hàng cũng khá nhiều, vài chục phần thực phẩm cho ngân hàng, giao buổi trưa để người ta tổ chức tiệc sinh nhật, người ta ăn trưa có rất nhiều các bạn. Dạ, đây là ngã tư đường Mạc Đĩnh Chi với đường Lê Duẩn. Bên phải chúng ta là Tách Cơm Băng nè, rồi khách sạn Sofitel, khách sạn 5 sao. Dạ, chỗ này thì nó nhiều xe ô tô nên tốc độ di chuyển hơi chậm, nó có một cái đèn xanh đèn đỏ để người ta quẹo phải, người ta lên cầu Ba Son. Tốc độ di chuyển khá chậm. Chi nhánh Tách Cơm Băng Sài Gòn. Ồ, chỗ này xe hơi đông quá. Giờ mình lên cầu Ba Son nó hơi kẹt xe một chút rồi. Dạ rồi, chúng ta đi tiếp. Hồi nãy trời nắng, bây giờ giống như trời nó chuyển mưa đó cô chú chị, mà em nghĩ chắc mưa không nổi đó. Nó có mây nhiều, nó hơi mát chút xíu thôi, chắc chút nó nắng lại. Chỗ này nó có một cái bảng cấm quẹo phải cho xe hơi, nhưng mà nó dành cho cái hẻm này, nó áp dụng cho cái hẻm này nên là người ta đi người ta dễ bị nhầm. Đó, bên phải góc 1-2 giờ có chút gì thấy có các bạn cấm xe hơi quẹo phải đó. Nhiều người đến đây người ta sợ, người ta không dám quẹo phải lên cầu Ba Son, nhưng mà thật ra là theo quan sát thì chỗ này nó chỉ cấm quẹo vô cái hẻm thôi. Ở đây nó có cái hẻm nè, nó có cái hẻm nhỏ kế bên cái khách sạn, nó có hẻm nhỏ nó cấm xe hơi quẹo vô. Anh ráp đó biển số 63 là ở Tiền Giang, rất lịch sự. Anh ấy vòng qua chiếc đầu xe của em rồi giơ tay cảm ơn. Nhiều người đi đường người ta lịch sự lắm, nhưng mà ngược lại thì cũng có những người rất là không lịch sự, mình cũng không muốn nói ra. Nhiều tình huống không lịch sự thì thường được quay clip rồi đưa lên trên mạng.
Ây chà, xe đông xe đông. Rồi đèn đỏ nữa, đèn xanh được có mười mấy 20 giây à. Tại vì ở đây cái lượng xe từ trên cầu Ba Son nó đi xuống, xong rồi nó chạy ngược về cái ngã tư này, đường Đinh Tiên Hoàng, rồi ngã tư Nhân Văn nè, trường Nhân Văn, rồi trường Đại học Y Dược. Nên là đèn đỏ dừng rất là lâu, dừng đến 70 mấy giây lận cô chú chị. Mà lúc mà đèn xanh thì đi được có mười mấy 20 giây à. Có nghĩa là cái luồng xe từ cầu Ba Son xuống là nó quan trọng hơn. Người ta cho đèn xanh nó kéo dài hơn là bên đây. Dạ hôm nay là ngày 11 tháng 10. Thứ tư ngày 11 tháng 10. Hồi nãy em nhầm là ngày 12 tháng 10. Nay là ngày 11. Hôm qua là ngày 10 là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Hôm nay là ngày 11. Chứ không phải là ngày 12. Trước mặt chúng ta là biển số xe 61 nè. Bên phải là một chiếc biển 72. 72 là Bà Rịa Vũng Tàu, 61 là Bình Dương. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung rất là nhiều người lao động ở khắp nơi đổ về để sinh sống, lao động, làm việc. Nên cái lượng dân cư rất là cao. Đèn xanh thì được dừng, được chạy 30 giây. Đèn đỏ thì dừng hơn 70 giây. Ô, mô tô. Đường nội thành mà anh nẹt xe mô tô dữ quá. Nhớ cái vụ của Ngọc Trinh. Người mẫu Ngọc Trinh bị phạt vì chạy xe mô tô mạo hiểm. Mạo hiểm là không có giấy phép lái xe. Phạt rất là nặng. Rồi 85 giây. Khá lâu. Trước mặt chúng ta là những dòng xe máy đang chờ đèn đỏ. Cái len đây không biết có quẹo trái được không ta. Xe khá đông. Mới 13 giây dừng đèn đỏ đó. Bên kia là được đèn xanh trước nên xe đi trước rồi đó chị. Còn bên đây là đèn xanh sau, nó đi sau. Đó bây giờ nắng rồi cô chú chị. Hồi nãy nó không nắng, bây giờ nó nắng rồi. Mình quẹo phải đi về hướng cầu Thị Nghè. Trời khá nắng rồi.
5 và 1 0. Này nó quay đầu. Hai mươi bốn giây. Ấy chà, trời nắng quá, không biết camera nó có bị nóng hay không. Giờ này người ta đi ăn trưa nè cô chú chị, bà con đi ăn trưa nè. Rồi đi luôn, đèn xanh đèn xanh. Cái ngã này hồi xưa nó hai chiều, bây giờ người ta chuyển là một chiều thôi. Bên phải là trường Nguyễn Bính Khiêm, trên đây là Thảo Cầm Viên, bên trái là khu của Novaland. Khu của Novaland thì đây là một cái gallery, họ trưng bày rất là nhiều những cái sa hình về bất động sản để khách vô xem rồi được tư vấn, cũng như là ai thích thì chốt mua luôn. Trong đó sale bất động sản nhiều lắm. Bên phải là hồ bơi Ít Kiêu, đây là cầu Thị Nghè 1. Chúng ta đang có mặt ở cầu Thị Nghè 1. Chỗ này hồi xưa buổi tối là em út đứng nhiều lắm cô chú chị, mấy em gái đứng ở đây nhiều lắm. Rồi chúng ta đang kẹt một cái đèn đỏ nữa. Bên phải là khu vực chợ Thiên Nghe, ở đây có một cái chung cư cũ. Đây đèn đỏ nữa. Trời bắt đầu nắng rồi cô chú chị. Một dây đèn xanh, không biết qua kịp không. Chắc không kịp, bị dính nữa rồi. Kẹt mấy anh xe máy. Rồi kẹt nữa, đèn đỏ nữa. 25 giây. Đây khu vực chợ Thị Nghè đó chứ chị. Chợ Thị Nghè cấm xe ô tô, không có được quẹo phải ở chỗ này. Dưa lưới 25 ngàn, thanh long 15 ngàn, lê đường 25 ngàn. Rồi đi đèn xanh 29 giây, xe máy tạt đầu. Chạy đường ở Sài Gòn không dễ chạy ô tô đâu có những gì, xe máy người ta tạt đầu nhiều lắm, có cái lỗ nhỏ nhỏ là người ta tạt vô. Giờ bên phải đây là nhà thờ Thị Nghè. Đặc trưng của miền Nam, trời nắng là bà con đi ra đường là kín mít luôn, khẩu trang áo khoác kín mít, che kín người. Đây có cái điện máy tự do ở đây. Người ta gọi là cái mũi tàu tự do nè cô chú chị. Em không biết vì sao có cái tên đó ha, nhưng mà ở đây là mũi tàu tự do. Đó, mọi người thấy chạy ô tô ở Việt Nam có dễ chạy không? Đặc biệt là ở Sài Gòn, những cái đô thị đông dân cư, có nhiều xe máy chạy chung với mình.
xe máy thì họ lạng qua lạng lại đánh võng đồ nhanh lắm. Ở đây có một cái cây xăng này cũng rất là đông khách. Cây xăng khu thì nghè này có cây xăng này rất là đông khách, tại vì cây xăng này của Petrolimex, cái sân của nó bự và cái dân cư ở khu này rất là đông, nên người ta rất là thích vô đây đổ xăng. Phải ở đây, rồi phải về cầu Sài Gòn nữa chứ. Rồi mình ra đến đường Điện Biên Phủ rồi, đây là đường để đi lên cầu Sài Gòn. Tốc độ ở đây thì giới hạn là 60 km/h. Đây là cầu Văn Thánh 1. Phải chúng ta ở đây nó có cái khu du lịch Văn Thánh nè các anh chị. Đó, ai thích du lịch sinh thái sông nước mà ở trong trung tâm Sài Gòn là biến đi xa thì có thể ghé khu Văn Thánh này. Nó ngồi kế bên bờ sông, không khí cũng rất là mát. Ở trung tâm Sài Gòn thì có khu Văn Thánh nè, khu Thanh Đa nè, là những cái khu du lịch có bờ sông sinh thái khá là mát mẻ dễ chịu. Rồi lên cầu Sài Gòn của chú chị ơi. Tốc độ của xe con là 80 km/h khi lưu thông qua cầu Sài Gòn. Tốc độ cho phép là 80 km/h. Quá nắng luôn, trời rất là nắng. Đó, mọi người thấy chạy xe ô tô ở trung tâm Sài Gòn có dễ không? Có nhiều cô chú nước ngoài về đây, bên nước ngoài chạy rất là tự tin. Về đây nhìn thấy xe máy tạt ngang tạt dọc qua là sợ không dám chạy. Nhưng mà thật ra là ở đâu quen đó thôi. Ví dụ mình ôm vô lăng mình chạy mấy ngày đầu nó hơi sợ, nhưng mà chạy riết quen. Nhiều khi chạy quen rồi đường nào trống trống quá, không thấy có xe tạt qua tạt lại cũng thấy nó thiếu thiếu. Dạo này nhà xe rất là nổi tiếng ở khu vực miền Tây, đó là nhà xe Thành Bưởi, cũng được báo chí nhắc rất là nhiều với anh chị. Mấy cái xe khách thì thường thường họ chạy rất là nhanh, chạy nhanh để kịp giờ kịp chuyến, chạy càng nhiều chuyến thì thu được nhiều tiền hơn.
Rồi em vô đây để em vô lên trong. Đó, ở đây mình muốn vô trong đường sông Hành thì nó có cái cầu ở đây nè cô chú anh chị. Nó có cầu gọi là cầu trắng ha, mình chạy chậm chậm cái này mình đánh xi nhan phải mình vô. Ở đây người ta bán hoa hồng rất nhiều lắm ha, giá rẻ. Rồi quẹo vô lên cái cầu cầu trắng. Rồi về gần tới nhà rồi cô chú chị ơi. Dạ đến đây em xin phép kết thúc video clip. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay em mới đi giao hàng xong, quay lại cảnh cảm giác chạy ô tô trong trung tâm Sài Gòn cho cô chú chị xem dễ hay khó. Bản thân em là chạy là phải cẩn thận thôi chứ mình không có chủ quan được cô chú chị. Không có việc gì dễ hết nếu mà mình không cẩn thận. Dạ em xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị trong những video clip tiếp theo. Chúc mọi người luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cô chú chị và các bạn yêu thương thì đừng quên bấm like video clip và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin cảm ơn và xin được trân trọng kính chào.